Dân đam mê fishing, fishing enthusiasts. Hi, chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ đi câu cá rô phi nha anh em. Điểm câu hôm nay rất đẹp nha em ạ. Nhưng mà hơi tiếc mấy người anh em trong làng của mình á, xóm á, người ta hay con trai kích điện nha anh em ạ. Nhưng mà mình không thích điều đó, mình chỉ thích câu thôi. Câu là có cảm giác hơn. Khi dòng lưới, con trai, kích điện cũng có cảm giác đâu nha em ạ. Thì câu mới có cảm giác. Mình đã canh phao đây nha em ạ. Xong canh phao thì mình câu, mình xả môi trước rồi. Rồi em xem video cho mình một like, một đăng ký nha anh em nhé. Cảm ơn anh em nhiều. Phá này dính cả nhỏ nha, nhỏ hai ngón tay thôi. Đến giờ nó ăn rồi anh em ơi, nó phình nữa nha. Tiếc mình không có camera để quay phao nha. Nếu có camera quay phao nhìn rất đẹp nha. Mình đầu tư chiếc camera để quay phao cho em nhé. Ok, rồi bên phao rồi nha. Rồi dưới rồi. Nhỏ đi nhưng mà ăn rất ngon nha em ạ. Ba ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Mình sẽ câu tiếp nha em nhé. Quay đi sắp đây. Tí nữa về mình sẽ cho anh em xem nha anh em nhé. Cá mình được thành quả như thế nào anh em nhé. Để mình về đến nhà đó mình sẽ cho anh em xem. Thành quả 2 tiếng câu nha anh em. Được 4 kg cá rô phi. Tại vì người ta kết nhiều dân lưới với con trai nên nha em ạ. Nhưng mà mình không thích điều đó, mình chỉ đam mê câu thôi, thích câu là chính của mình.